Trên kia là còn một thùng nữa không ạ? Nhưng mà thùng kia là bao giờ mà xong nhà thì cháu mới đem xuống. Chứ không bây giờ đem xuống nhiều quá thì sợ mất. Ông muốn lỏng là ông vặn là đi bên trái, còn ông muốn chặt thì là vặn bên phải ông nhá. Còn là bây giờ cái này thì ông anh nhúng vào đây này, nhất là nhúng vào đây là cho nó có nước á. Đấy không thì ngôi nhà mình ở ấy, lúc nào mà nó cũng ở đầy đủ ấy, các bác cảm giác như là nó cũng ấm áp hơn một chút. Hay như nếu mà ở đây thì các bác nhà là nhà to ấy, thì các bác thử hình dung ra được rằng là ví dụ để cho không gian là phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh có đầy đủ thôi. Đấy, còn là những cái đồ đạc nào mà mình muốn để ra ngoài thì mình làm thêm một cái kho nữa ở bên cạnh. Đấy. Xin kính chào toàn thể quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị tiếp tục quay trở lại với nội dung mới ở trên kênh Bản Em. Và một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay thì cháu được lại tiếp tục là đi xuống tới nhà của hai ông cháu của bác ạ. Nói là hai ông cháu nhưng mà cái thời gian này thì là hầu như là cháu được xuống ít gặp bé Mạnh của bác ạ. Cuối tuần xuống thì mới gặp là bé Mạnh ở nhà với ông được có hôm thứ bảy, chủ nhật. Đến chiều chủ nhật thì bé lại tiếp tục là lên trên trường để mà học rồi. Và ngày hôm nay cháu được đi xuống nên cũng có lại tiếp tục là lấy thêm một cái phần quà của hai chị là Nguyệt Thúy. Ở những cái video trước thì cháu được chia sẻ lên cho các bác cùng biết được rằng là cháu được nhận được cái phần quà của hai chị Nguyệt Thúy là tổng là 4 thùng. Và trong đó thì cháu được đã lấy xuống nhà hai ông cháu là 2 thùng rồi. Còn hiện tại thì cháu được lấy thêm một thùng nữa là 3 thùng. Cái thùng mà cháu được đang lấy xuống thì trong đó là có những cái đồ mà lau dọn nhà cửa đấy các bác. Thì chị có bảo với cháu được là đem thùng này xuống và mở ra, xong là lấy những cái đồ đấy để mà lau dọn. Đây còn một thùng nữa thì hiện tại là vẫn còn đang ở trên nhà cháu được. Thì cái thùng đấy thì lúc đầu thì chị bảo là đem xuống hết, nhưng mà cháu được bảo là sau này mà hoàn thiện nhà rồi thì lấy sau, chứ không là sẽ sợ là chưa lắp cửa đấy các bác là bị mất. Rồi là cái thùng bốn cạnh thì vác khá là mỏi tay, nhưng mà cũng khá là nhẹ thôi, đâu đó tầm độ là 5 cân thôi các bác, nó không, không nặng gì cả. Sau một cái thời gian mà thực hiện nhà hai ông cháu thì đến cái thời điểm hiện tại đấy các bác, là bây giờ chỉ còn mỗi phần cửa nó thôi các bác ạ. Thời tiết thì hôm nay là nắng rất là đẹp các bác này. Thời tiết nắng đẹp như này thì có những cái hộ gia đình thì sẽ là chuẩn bị gạt rồi đấy các bác. Còn như dưới nhà của hai ông cháu này thì là hầu như là vẫn còn chưa có được gạt các bác ạ. Vẫn còn là khá là xanh. Từng cao hơn thì đã chuẩn bị gạt rồi, còn từng thấp hơn thì chưa được gạt. Những thời điểm thì từ cái đoạn đường này là không có lấy được xe máy được xuống ấy, là phải đi bộ rất là xa. Nhưng mà thời gian này thì mấy anh em thợ cũng đã sửa lại đường rồi, thành ra là đi lại nó cũng dễ dàng hơn một chút các bác ạ. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ lấy quà này là đi xuống nhà đó các bác, mỏi tay quá rồi. Đồ thì cháu Lực sẽ để tạm vào đây một chút đó các bác. Ra bên này thì có vẻ như là ông đang không biết là nấu cơm hay là nấu cắm lợn đây các bác. Chào ông nhá. Ông đang nấu cơm hay nấu cắm lợn đây không? Nấu cơm nhá. Cháu có đeo cho anh cái mic này. Đây nấu cơm mà chắc chỉ có một mình ông ăn thôi nhỉ? Mình ông thôi.
Ông vừa mới đi chợ về. Ông đi chợ về á? À. Hôm nay chợ ở đâu ông? Thứ năm đấy. À. Chúng thỉnh cũ. À, đấy là chợ ra phía bên kia của bác ạ. Bên này thì có một cái chợ phiên đó, nhưng mà chợ này là hầu như là thứ năm hàng tuần. Hôm nay ông đi chợ là mua cái gì không? Một cái thùng kê đựng nước. À. Cái tách cũng được không? Tách được thôi mà. Cái này mày kia làm nấu rượu, nấu gì đó. À. Ông để đựng đồ đạc đúng không? Ừ. Chứ không phải là đựng nước. Đấy, chứ để tránh một số cô bác nói rằng là tại sao lại có tách rồi. Ông ấy mua thêm cái tách này. Tách này ông để mà mấy nữa. À, ông có cái gì ông ủ vào đấy xong ông nấu rượu lên. Mày ông ăn cơm với gì ấy, hôm nay ơi? Thế là rau đố này mà. À, cái rau đố này một tí à? Nay ông không đi mua thịt à? À đây. Đây có một tí thịt này. Một mình ông thì ông cũng chả ăn bao nhiêu đâu các bác ạ. Tôi ăn một tí thôi. Hôm nay là ngày một là đi khó đấy chỗ này ấy. Khó đấy. Ô cái mùi mấy cái tấm bạt này thì hầu như là hiện tại thì đã bị mục hết rồi các bác này, không còn sử dụng được nữa rồi mấy tấm bạt này. Sau này mà vỡ ra thì hầu như là hỏng hết, không có lấy lại được cái gì hết. Cái thùng này mua bao tiền đấy ông? 120 nghìn á? Thùng nhựa này cũng khá là bền đấy. Lần cho bá cái gì nó nhiều một tí thì cho lần ăn mới có chút rồi. Không lần không có cái gì mấy mấy năm không béo rồi. Vâng. Chào các bác các chị nha. À, hôm nay là bây giờ là chuẩn bị là ông nấu cơm rồi, một tí nữa ông ăn nấu cơm xong thì cháu với ông lại tiếp tục là đi xuống cái kia mở cái thùng đồ game một tí ông nhé. Vâng. Đợi ông ăn cơm không đã. Nấu một tí chứ, đói ăn một tí nấu. À. Nắng quá nấu không được, đây gió thổi mãi. À. Thế là nấu trước rồi không? Vâng, đi chợ ăn phở. Vâng. À, hôm nay là đi chợ là làm bát phở rồi à? Vâng. À. 2 năm không đi chợ bên kia đấy. Thế là chợ bên kia là 2 năm rồi không? Vâng. Cái tấm bạt bên này thì một tí nữa ông vớ ra gấp gấp đi ông ạ. Vâng, không dùng nữa rồi. Để phơi nắng cái này sau đây nó hỏng. Phơi gỡ vào mà kia được gần lố này lấy. Đúng rồi. Bây giờ ông phải gấp bọn đi chứ. Thế còn cái dưới nó đi giặt xong mới phơi. Vâng. Kia phơi thóc phơi gì. Chỗ này thì có vẻ như có gió nhiều đấy ông nhỉ, cái này ấy. Nhiều đấy, tí chưa chưa đi là gió cứ thổi nó lừ, không được rồi. Đấy, thấy là khói lắm mà. Đấy là ông mà nấu cơm là gió thổi là cái khói là còn bay hết. Bắn hết, bay hết vào mặt rồi. Này là một trận nấu cơm là một trận khóc đấy các bác. Trời nóng thì nó gió thổi nhiều. Vâng. Cái nhà của ông này thì đáng lẽ ra là như kiểu là không có gió mấy đâu cô bác nhá, nhưng mà nó lại ngược lại. Không biết là hướng gió thì thổi từ đâu về, có khi là thổi từ dưới kia lên thì chẳng hạn này cô bác này. Bên này thì nó cao quá nó không có chỗ đi rồi, thế nha, nó cứ để ở đây. Nó cứ theo suối lên mà. Vâng, gió theo cái suối lên rồi nhỉ ông nhỉ. Thịt là ông để xào với lại đố luôn à hay là đố nấu canh? Xào luôn. À xào luôn à? Thế ông không nấu canh à? Có chứ. Xào một tí rồi mất sốt nước. À. Kiếm. Cho cái này lấy giờ rồi. Dư hết rồi. Qua lên nhà chú chim kia. Nó làm
làm nên cho lên một tí thôi. À, cho một tí thịt về ạ? À? Ừ. Nhưng mà một mình ông là cũng ăn như thế thôi nhỉ? Ừ. Ăn nhiều quá thì cũng chả hết đâu. Một tí thôi. Có mạnh về thì hai ông cháu là ăn cơm mà còn rôm rẻ tí. Ừ. Không có mạnh thì chỉ có là một mình ông là ăn cơm thôi. Mình mai chưa chưa học về, mới về. Vâng. Mai thêm một buổi nữa ông nhỉ? Ừ, một buổi. Thứ bảy chủ nhật. Vâng. Về 3 ngày dưới. À. Được 2 ngày dưới chứ ông? Nghỉ từ thứ 7, trưa chủ nhật là lại không phải đi trường rồi. Nếu 2 ngày thôi. Được cho ngày thứ 2 mới đi thôi. Vâng. À. Muốn cơm mình nữa. Vâng. Thứ 2, sáng thứ 2 mới đi được không? Vâng. Mà nấu này để đến trưa thì có sợ bị mùi đúng không? Chủ đâu, chủ nóng rồi. Cái này là một mình ông ở nhà là thường thường là nấu một bữa là cả ngày luôn đấy các bác ạ. Ừ, phải làm cơm tối luôn. Cả ngày là đến tối luôn đấy, xong rồi đến bây giờ đến mai là mới là nấu lại đấy. Ừ, bếp thì cũng lọc ca lọc cọc này, bếp này. Bếp này thì cũng tận dụng lại từ cái thời từ trước thôi. Hôm nay ông đi mua cái kiềng ấy, cái kiềng ba chân này. Ừ. Chân cũng có đắt lắm mà bây giờ. Dạ. 70-80 mới được. Ừ, vâng. Thế là to. 70-80 nghìn một cái không? Vâng. Phải cho cái nồi đặt này thì 120. Vâng. Nó mà sắt to thế này thử. Vâng. Mình cắt đi cho cái thử chín này hàm cho. À. Nhưng mà không thử. Cuộc sống của ông thì bắt đầu là nếu mà đi ra ngoài làm với các bác này còn có tiền ấy, còn dám mua thịt được một chút rồi. Ngày nay nó đừng đi thì gần lố nhiều lắm mà. Vâng. Nay ông có đi hộ ai không? Nay không đi đâu. Ông là cũng phải chuẩn bị là lấy công rồi đấy nhỉ, đi đổi công rồi đấy. Một bữa thì đối với ông thì là một miếng thịt, một bát thịt là nhỏ nhỏ đâu các bác, đâu đó tầm độ là 5-6 miếng thôi. Xào thêm một chút rau cùng nữa thì là đủ một bữa rồi. Đây vừa rồi tưởng là ông là nấu cơm là ăn luôn, là bây giờ cháu không ăn được đâu ấy. Vừa mới ăn xong rồi. Cũng vừa mới ăn phở xong không ạ? Cháu ăn không? Dạ cháu không ăn đâu. Thì đến trưa thì ông ăn xong. Ông chưa ăn. Thế cháu với ông nấu cơm xong thì cháu với ông đi xuống cái nhà mới ông nhé. Tí làm cái gì làm xong về tí là đói rồi. Nhưng làm thì đời không, không được nữa. Làm chín xong thì đói lúc nào ăn lúc đấy. Không có hiện giờ nữa đâu. Thế hôm nay ông đi chợ là ông đi đường nào? Không có suối đi đường, cái nhà trắng thì có cái bị chê to cái đi. 20 phút, 30 phút mới đến. 30 phút hả ông? Ừ. Thế cả đi cả về đúng gần tiếng đấy ông nhỉ, chỗ này ấy. Tiếng. Lội có đèo này, có suối rồi đi thôi. Gặp bố ông thử trên này, ông phòng lấy gà đi bán. À. Bố xong rồi lấy ra đi bán không? Nó ông hôm nọ về tầng đấy, ra nó có bị dịch mà. À. Rồi đi rồi vừa mua thuốc về, cho mấy con có khỏi được không? À. Nó có đi bán đi 3-4 con. Thì sẽ để cho ông nấu cơm một suất của bác cho nó sẽ không ông ghi hình nữa. Một tí nữa đã đi xuống nhà mới thì hai ông cháu có làm gì thì cho nó sẽ tiếp tục vào ghi hình sau. Thời tiết ở bên ngoài thì nắng
rất là đẹp cô bác ạ. Vừa rồi thì ông cũng đã nấu cơm xong rồi cô bác. Và hôm nay thì cháu Lực lên ấy, thì cũng có xuống nữa cô bác. Và cũng có cầm theo là một cái phần quà là của hai chị là Nguyệt Thúy nữa. Bây giờ thì hai ông cháu mình sẽ mở ra ở bên trong sẽ là gồm những cái đồ gì ông nhá. Ông đi lấy ra đi ông. Ông lấy ra bên này một tí nữa không? Lấy ra bên dưới nhà đi không? Đẩy hẳn ra dưới nhà đi không? Ông đẩy hẳn ra dưới nhà đi không? Đẩy hẳn ra đây đi. Đấy, ông mở ra xem là ở bên trong là gồm những cái đồ gì không? Hay ông phải dùng dao đây, cháu dùng dao cho. Đây không? Băng dính thì nó rất là chặt, băng dính này. Trên kia là còn một thùng nữa không ạ? Nhưng mà thùng kia là bao giờ mà xong nhà thì cháu mới đem xuống. Chứ không bây giờ đem xuống nhiều quá thì sợ mất. Cái khăn này là vẫn là cái khăn để mà lau chùi ông nhá. Để hai con cháu mình một tí nữa là xem là lau chùi thêm cái chỗ nào nữa. Cái này là con dao này. Dao để anh ngựa để ông gọt cỏ nha. Đi đấy. Bỏ ra từng món một. Ui, cái gì rơi đi ông? Này là... Cái này là đường hay sao đây ông ạ? Ui, từ từ ông ơi, cái này là có đúa mà. Cái này là mấy cái đồ này là lúc nào mà ăn cơm ấy thì mới bỏ ra thôi. Đây. Còn cái này là ông dùng xà phòng tắm luôn nhá. Trong này là này là tiêu này ông ạ. Úi dồi, hạt tiêu này nếu mà để ông sử dụng 2 năm hết chưa ông? Hạt tiêu à? Vâng. 2 năm hết đúng không? Hạt lọ đường này thì chắc là nó rơi vào tầm độ mấy tháng không nhỉ? Xem là được hay là... Ôi dồi, đây là còn cháu xin phép là mở ra một tí ông nhé. À, cái này không phải đường đâu ạ. Muối. Nhìn nhưng mà nhìn rất là giống cái hạt đường ở bên Việt Nam cô bác ạ. Ồ, mặn quá. Mặn không ạ? Muối này là muối sạch, muối tinh khiết luôn đấy. Còn cái này là hạt tiêu chắc rồi này. Nhìn ở phía bên ngoài là biết này. Đồ này là cái gì? Đây như kiểu... À, cái này là cái để mà một tí nữa ông lau dọn nhà không nhá. Này là xem nào. Mỗi lần ông rút ra là ông xoay là nó chặt đấy không nhá. Đấy, xoay là nó chặt này. Thì cháu sẽ lắp cho. Đấy, này chắc giờ nó là mét dưới này. Cái này là cái để mà ông rửa chén ông nhá. Dây đeo để ông đeo chìa khóa nhà để ông bị rơi. Chìa khóa nhà ông ở đây không? Ông có chìa khóa nhà ở đây không? Không có. Không có à? Thế thì cái này ông giữ nhà máy nữa ông ấy. Cháu là bóc ra hình dung cho ông để luôn ông nhá. Hình dung ra cho ông luôn chứ không là để ông quên. Cái này là máy nữa ông đeo chìa khóa vào đây cho cháu nhá. Đeo vào đây nhá. Xong là ông đeo vào đây nhá. Đấy, ông đeo vào đây thì nó sẽ không bị mất nhá. Đấy, dài lắm không ạ? Đây không? Có cái tiền của con mưa rồi. Dạ? Nó về. Nó lỏng hết rồi. À, lỏng hết rồi đúng không? À, ông yên tâm là mấy nữa chìa khóa, ủ khóa nhà thì nó sẽ không khác có chìa khóa cho ông hết. Cứ gọi là nhà để kì. Vâng. Đâu lắm. Này thì đang hình dung là, ui, này bị chảy ra một tí này. Cái này là nước chân này là tay đấy nhỉ để xem.
hai lọ. Rất là thơm. Này là để rửa tay không ạ? Thơm ạ. Này là hạt hạt quả gì đâu nhỉ? Quả này là quả việt quất này. Này là để ông rửa tay nhá. Đổ vào đây. Máy nữa thì ông cái đồ này thì là máy nước ông sẽ bỏ vào cái chỗ mà bồn rửa tay kia ông nhá. Đấy. Những cái đồ nào mà chưa dùng tới đấy ông để gọn lại cho cháu nhá. Ông để gọn lại cho cháu, còn những cái đồ nào mà dùng ấy thì là lấy ra dùng, chứ không ông bây giờ ông lấy ra dùng là cái này là mẹ Mạnh nhìn thấy là mang đi nghịch cả ngày đấy. Đấy. Đây à, cái bồn rửa bát này. Cái này là cái bấm móng tay. Đấy. Cái bấm móng tay của ông. Hai chị thì bọc rất là cẩn thận các bác ạ. Đây là kem đánh răng không ạ? Mấy cái đồ, những cái đồ này là mấy nữa ông để trong nhà bếp hết. À để trong bên kia hết. Còn cái này là buồn, cái này là cái cắt móng tay này ông này. Đây, một cái là cắt móng chân, một cái là cắt móng tay. Đấy. Ui, màu đen nhìn trông rất là đẹp. Phải cắt móng chân và cắt móng tay. Đó. Mở ra cho ông là từng thứ. Còn cái này là không biết là cái gì đây. Xin phép là mở ra cho ông. Cái này là cái này là cái mà mấy đứa ông để thí dụ như ông để xà phòng tắm ở trên này chẳng hạn nhá ông nhá. Đấy thì cháu sẽ lại ông để vào trong bồn rửa mặt lúc nào mà ông để cái xà phòng tắm này này. Đấy là cái kia ông để vào đây nhá. Đấy thí dụ như sau này ông bóc ra này, ông bóc ra này thì ông sẽ để cái này vào đây. Đấy cháu sẽ để đấy cho ông là lúc nào xuống hướng dẫn ông. Đấy hôm nay thì chủ yếu là lấy cái bồn là cái chậu lau nhà này thôi. Đây là cái bông của nó này. Xem là này là cái gì nhỉ? À cái này là gắn ở dưới kia. Cái này là cái này là để ông tắm ông cọ cọ này. Đấy. Đấy. Ông nhá. Chị đọc cái đấy là còn là có một tờ giấy nhưng mà chị ghi bằng tiếng Anh thì cháu Lực là không biết đọc rồi. Đây thật sự là gồm trong những cái đồ này này các bác này. Cái đây là cái gì đâu? Xem nào. Đây là cái móc treo không ạ? Treo. Vâng. Đây là móc treo, ví dụ như ông treo dây phơi quần áo chẳng hạn đấy. Bây giờ là đây không? Cầm cái này đã. Ôi wow, cái này xịn xò đấy không ạ? Cái này ấy. Mọi lần là cháu đi mua là cầm cái này vắt vắt xuống là nó mới quay, còn cái này mình bấm vào đây này. Bây giờ thì cháu sẽ lắp lắp cái này đã. Sau một tí nữa ông dùng cái này để cọ lau nhà nhá. Đấy, thế là xong. Lúc nào mà ông muốn cho nó ngắn lại nhá, ông nhìn nhá, ông vặn cái này nhá. Vặn xong rồi kéo, vặn xong rồi kéo ra. Đấy, xong rồi vặn cho nó chặt lại. Đấy nó là ngắn. Là nó không ra được. Ông muốn dài thì lại vặn, kéo ra. Vặn cái này lại kéo ra, xong lại xoáy. Xong lại xoáy thì nó chặt được. Bây giờ thì cháu sẽ xem cái này này. Này. Nó rất là đơn giản phải không ạ? Bỏ vào cái này để vắt. Cái này thì ông bỏ là bỏ cái nước giặt là vào đây này, xả nước là vào hộp này, xong mà để vào đây, để vào đây. Ông không phải là bấm này xoay đâu nhá, ông bấm này. Đấy. Đấy, nước thì mình nhúng vào đây, này. Kéo đây lên thì nước nó ra.
Đây là tí nữa ông xả nước vào đây này, xong là kéo cái này lên để cho nó đầy ra đây. Lúc nào mà ấy thì ông lại bấm xuống thì nước nó không chảy được vào nữa ông nhé. Đấy, bây giờ thì ông đi lấy nước về lau nhà ông nhé. Có cái chổi này thì để đây ông nhé. Có đấy. Xe cất cái đồ này một tí. Đây là để lọ gọn vào đây cho ông nhá. Ông tí nữa xả nước là xả vào đây ông nhá. Vứt cái này đi, cho để xếp lên cái này cho ông đấy. Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng đã cùng ông là bóc xong cái phần quà tiếp theo là của hai chị là Quý Thúy là gửi cho ông rồi quá. Hôm nay thì chủ yếu là sẽ cùng ông là dùng cái này trước này. Hai cũng xin thay mặt là ông là gửi một lời cảm ơn tới hai chị là Nguyệt Thúy rất là nhiều. Cảm ơn hai chị Nguyệt Thúy lúc nào cũng quan tâm tới ông với lại là Mạnh. Xoáy lại. Ông có lời nào muốn nói với lại hai chị không? Có lời nào muốn gửi tới cho hai chị không? Cái này là đi mua là ít nhất phải tầm độ 1 triệu đấy ông ạ, cái này ấy. Nói chung là cái đồ này rất là chắc chắn, từ bên Mỹ gửi về ấy. Ông ấy nhắn nhủ một lời tới hai chị là Nguyệt Thúy nào không? Tôi xin cảm ơn hai chị Thúy đã gửi, họ có gì gửi cũng gửi cho tôi, cháu mèm. Tôi xin cảm ơn sức khỏe các chị mèm khỏe tốt đẹp nhá. Không biết nói nhiều, tôi tặng cho hai ông cháu, tôi cũng mừng lắm. Xin cảm ơn hai chị nhá. Ông người bây giờ ông đi lấy nước để vào đây một tí ông nhá. Để nước vào đây ông nhá. Xong tí về đây thì hai ông cháu mình lau nhà luôn. Đâu nhá. Đấy hướng dẫn ông lau nhà bây giờ. Cái nhà này thì cũng cần là phải lau rồi đúng không ạ? Hôm qua thì là cũng cùng ông là xả ông lấy cả xô đi ông. Hôm qua thì cũng cùng ông là xả nước và dọn trong nhà rồi đấy, nhưng mà khi mà dọn xong đấy thì các bác nhìn thấy là nó vẫn còn những cái một chút là bị vàng vàng này, một chút là bị trắng trắng này, nó bị loang đấy các bác. Đây, phần sân này thì hiện tại là có đất có cát nhiều các bác, chỉ nhìn trong nó hơi nó sẽ hơi như kiểu có sạn nhiều ấy. Đấy, được rồi đúng không? Có nước rồi đúng không? Có rồi. Đấy, ông xả nước vào đây này. Lúc nào mà ông muốn lấy nước ra đây, ông kéo đây lên ông ạ này. Đấy. Đấy, kia được. Đấy, ông kéo lên, thế là nó có nước. Còn cái này thì vừa rồi thì cháu chỉ ông rồi, ông thử làm xem nào, làm cho cháu xem nào, cái nào nó không được thì ông bảo cháu. Đấy, kéo ra, vặn cho nó chặt lại, vặn ngược lại bên này không, chặt chưa ông, đấy. Chặt. Vặn không chặt à? Đấy, chặt rồi, ông trên này một nước nữa, trên này một nước nữa không? Đấy. Ông bạn chặt chưa? Chặt. Ôi, trong nhà thì vừa rồi thì đeo mũ rồi từ bên ngoài vào đó các bác. Thì là quen. Không được không? Đây này, đây ông lại bạn chặt rồi. Đấy, kéo ra, xoay lại nhẹ cái là được không? Đấy. Ông muốn lỏng là ông bạn là đi bên trái, còn ông muốn chặt thì là bạn bên phải. Ông nhá. Còn bây giờ cái này thì ông anh nhúng vào đây này.
Nhất là nhúng vào đây là cho nó có nước á. Đấy, không, ông cũng sao, này nó khắc. Nhúng vào đây. Xong là bây giờ đấy, ông dùng chân là, ông bỏ vào bên này nhá. Ông dùng chân ông đạp kia cho cháu. Đấy, dùng chân dùng tay cũng được. Đấy, nhẹ nhẹ nhá. Làm lại thêm lần nữa không? Đấy. Đấy, ông cứ xoay để cho nó nước ra không? Đấy. Đấy. Rồi, đấy. Bây giờ là nó bắt đầu là nó chưa khô nước một tí nữa thì hai ông cháu mình ạ. Vặn. Đấy. Như này là ông nhìn thấy khô. Xong ông muốn lau thì ông vặn ra nhá. Đấy, đừng để ông đừng để thẳng nó nha nhá. Nó vặn rất là dễ dàng đấy. Lúc nào mà ông muốn đến mạnh mà lau nhà thì ông lau như này. Ông lau là ông lau thụt lùi là đi bên này thôi nhá, đừng có lau trong tiến tiến nhá. Ông đừng có lau bên này nhá, lau lau bên này xong rồi ông càng đi thì tí nó lại bẩn thôi. Đấy, lau này. Đấy. Ông dùng ông thấy nhìn thấy là cái này có tiện không? Đấy. Nói thật với ông là trước là xin chia sẻ với các bác một chút là trước là cháu Lực là làm cái nghề mà dọn dẹp này được tầm độ là hơn 2 năm đấy các bác. Lúc đầu mới từ trên quê xuống thì cũng lau kiểu là lau tiến đấy các bác, không lau thụt lùi ấy. Đấy. Ông lau một tí xong ông lại giặt đi. Đấy bây giờ thì cháu hộ ông làm thế thôi. Ông tự làm cho cháu xem nào. Ông để thẳng vào ông nhá. Ông cứ để thẳng lên trên này này. Đấy, cái này ông cứ giữ thẳng vào đây đấy. Lần đầu tiên làm ông nhỉ? Quen. Đấy, ông lau từ trong nhà, trong phòng ngủ ra trước. Phòng ngủ thì lâu suốt rồi nó bóng loáng hơn các bác. Ấy, không phải làm thế không? Đấy đúng rồi đúng. Ông lau theo việt đi ông. Đây đây. Cháu chỉ cho ông này, đấy. Ông lau cái này này. Ông lau cái này một cái này, đẩy xuống xong lại làm thêm một cái nữa vào đây đấy. Đấy, ông cứ lau một từng một ông đừng có đảo như kiểu giang lạc này, giang lạc này là không được. Chỗ này có nước là bây giờ ông lau nước ông lại ra đây vắt để lấy nước nó ra. Đấy, ông hút nước ra đi, ông ra kia lấy nước ra. Ông ra kia vắt cho nó khô đi, xong rồi tí lại lau. Đấy, trong này là hôm qua là xả nước là đây vẫn còn một chút nước rồi các bác. Đây đây ông, vào đây mà. Đây ông không phải lắc đấy đâu, ông vào đây. Đây rồi. Ông phải kia lắc nước không bảo là ông cứ để vào đây vắt là nó khô hết. Đấy, để vào đây. Đấy, xong lại cho thẳng lên đã. Để hướng dẫn ông là một chút cũng tránh các bác là từ từ ông. Đây 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 để cho xem đấy. Ông phải đừng để cái dây nó vào đây. Dưới kia ông phải để nguyên để cho nó thẳng để lắc, vắt nó không bị lắc. Đấy, ông nhìn thấy nó lắc không? Ông cứ vắt cho nó khô đi, tại vì ở kia là có nhiều nước. Rồi khô chưa ông? Rồi được rồi ông. Đấy, ông nhìn thấy khô đét luôn. Ông cứ lau có nước xong ông lại ra đây vắt nha. Tại vì là cái này hôm qua ông cháu mình là chỗ này là vẫn còn chưa lau được kỹ. Ông để hẳn xuống cái cây chổi không? Đây để ông cứ để cho nó bẹp xuống cái này này. Đấy. Đấy. Nếu mà để mà cái chậu này thì là ở huyện Cháu Lực thì rất là khó kiếm các bác ạ, cái chậu này ấy. Còn là không biết là đi xuống thành phố thì như nào. Đấy nhưng mà còn là về cái phần rẻ lau của ông này các bác này thì là ở đây thì rất là dễ mua, cho nên là thay nó rất là dễ dàng thôi. Lúc nào mà có bẩn quá đấy thì là mình có thể là thay đi cũng được. Này lau sướng hơn cái hôm qua mình dùng tay lau ông nhỉ?
Mình làm nhà rộng quá thì lúc mà lâu dọn thì cũng vất vả cô bác ạ. Làm nhà thì cũng làm vừa vừa thôi. Với lại là nếu mà để chỗ lực là cái suy nghĩ của chỗ lực cô bác nhé, làm nhà ấy là như ở quê này này cô bác này, thì chỗ lực chỉ thích hợp là làm một cái ngôi nhà như ông này này, để cho không gian là phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh có đầy đủ thôi. Đấy, còn là những cái đồ đạc nào mà mình muốn để ra ngoài ấy, thì mình làm thêm một cái kho nữa ở bên cạnh. Đấy. Thì ngôi nhà mình ở ấy lúc nào mà nó cũng ở đầy đủ ấy các bác, cảm giác như là nó cũng ấm áp hơn một chút. Hay như nếu mà ở đây thì các bác nhà là nhà to ấy, thì các bác tự hình dung ra được rằng là ví dụ như nhà to độ tầm 3 tầng đi mà có mới là hai ông bà ở thôi. Thì trong riêng đã mình đã làm thuê cho nhà ấy, mình đã lâu dọn nhà ấy thì nó cũng đã vất vả rồi. Hôm nọ thì là phần cái gạch này này các bác này, cái gạch này thì là ở phần này thì nó đang bị thiếu, cho nên là cháu Lực là chưa ốp của bác ạ. Chắc là cháu Lực sẽ phải mua thêm. Phải nói là sơ suất rất là quan trọng đối với bản thân của cháu Lực. Trong quá trình nhà mấy anh em thợ làm ấy, bảo là làm bàn thái, làm bếp ấy, mấy anh em thợ không có khoan cho cháu Lực là một, không để chừa cháu Lực là một cái lỗ nào cả. Sau này ví dụ như mà có mua được cái bàn bếp ga thì không có dây để mà để nữa. Này thì sẽ bảo với lại mấy anh em thợ sau làm sao mà xử lý được cho cháu Lực là cái việc này. Hiện tại thì vẫn còn một số là cái là chưa dọn, tại vì là chưa làm xong. Bây giờ là cần đến điện cho nên là điện thì bị mất. Đấy, tất cả những cái ổ điện thì đã lắp xong rồi các bác nhé. Cái này mà hàng xóm mà ra nhà ông nghĩ rằng là không thấy dây điện đâu, tại sao lại có điện nhà ông nhỉ? Dây điện ở nhà thì các bác nhìn thấy là hầu như là không có chỗ nào để mà ấy nữa rồi, nó không nổi đấy. Vâng. Con cháu giờ nó đi được nhiều. Vâng. Đấy, bây giờ ông lại nhúng con nước đi, bây giờ nó bẩn đấy. Bẩn, ông lại nhúng con nước ở chậu bên này nhá. Chậu bên này. Taxi ở bằng kia. Vâng. Nó còn là dính một chút cát đâu nhỉ? Nhà thì mở cửa ra cái là nhìn thấy ra bên kia là khá là rộng rãi. Nhìn thấy toàn là rừng với núi thôi. Vậy đây thì đang có hai ông bạn này thì ngủ ở đây mắt rơi rợi này. Phải nói là có hai ông bạn này thì là thứ nhất là trước là ông cũng bảo vệ được những cái vật liệu này của bác này, không bị mất là bao nào, không bị mất là một tí nào cả. Đây cũng có ở trong về cái trong nhà vệ sinh này các bác này, cũng có rất là nhiều những ý kiến của các bác nói rằng là cái phần bồn là bên này này các bác này, cái bồn này thì không có nên làm. Đấy, thì chúng được cũng lắng nghe theo ý kiến của các bác và chúng được cũng đã nói chuyện với lại là thêm là hai chị là Nguyệt Thúy rồi, thì cái phần này thì chúng được sẽ sửa một chút nữa, thì sửa lại như thế nào rồi thì lần sau chúng được sẽ vào xuống cho các bác là cùng biết. Thì có thể là hôm nay thì không biết là anh em thợ xuống không, thợ xuống thì bảo mấy anh em thợ luôn. Đấy, cho ông dọn dẹp lau nhà cửa một chút. Cái này thì lau đi lau lại mấy lần thì nó sẽ bóng đâu các bác ạ. Và cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết cái video của ngày hôm nay. Đấy, trong thời gian tới thì khi mà đi hoàn thiện thêm những cái công việc khác thì các bác thì rất là mong sẽ được sự yêu quý của các bác là cho cháu Lực một động lực là một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm mà một lượt đăng ký kênh nữa. Mới không xem là trong nhà, đây trong nhà đây cũng có sóng ổ điện rồi. Cái này cái chổi này thì để mà hút nước thì nó hút dễ dàng lắm không ạ? Ừ. Hôm nay thì cháu Lực cũng xin được là chia sẻ cái video này tới đây thôi các bác ạ.
Và xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở cái sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Cùng ông là dọn dẹp thêm một chút nữa thì sẽ xong rồi các bác ạ. Ê, ông gửi một lời chào tạm biệt tới các bác không nhá. Chào các bác, các chị nhá. Thế là dùng chổi này có thích hơn là cái hôm qua mình lau không? Chổi thì thích hơn rồi. Vâng. Làm dễ hơn. Vâng. Mm-hmm.